hương thanh rất thích chuyện xưa bởi vì đằng sau đại đa số chuyện xưa đều là chân thiện mỹ hắn thích hết thảy ánh sáng rực rỡ trong lịch sử nhân loại chính trực tốt bụng khiêm tốn hy sinh danh dự anh ấy thích những điều tốt đẹp cho nên hắn cũng không muốn xuyên qua khi câu chuyện biến thành hiện thực dưới khuôn mặt thân thiện của thế giới che lấp tàn khốc dưới dịu dàng đưa tình chiếm cứ lạnh lẽo đủ để cho hết thảy ảo tưởng tan biến nhưng hắn đã đi tới thế giới này, cho nên a à, đối mặt với thế giới trò chơi nhiều tai nạn này đi. Tiểu thuyết máu chốt Nguyên thần, nhưng là thế giới chân thật không đạn cửa sổ, nguyên thần, nhưng là thế giới chân thật TXT toàn tập đao loa, nguyên thần, nhưng là thế giới chân thật chương mới nhất đọc. Chương 1 Không một lưu lạc cây lúa vợ thằng xui xẻo bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 02 Thủ bài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 3 03 Có thể làm cố gắng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 4 không bốn phía sau màn thú vị sự tình bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc chương 5 05 có quan hệ ly biệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 06 lựa chọn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 07 đi được Đức đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 08 tính ngưỡng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Không gió Tây Đại Giáo Đường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 10, không thích mà thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.